chân nhật phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức vẫn là phần thông báo của diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 tại thành phố New York ngày 11 tây tháng 6 sắp tới đây đây là một lễ hội truyền thống vốn do liên hiệp quốc đã lập ra từ nhiều năm trước và thành phố new york đã giữ truyền thống này nhiều năm hai năm trước thì do vấn đề của đại dịch đã không tổ chức và bây giờ tổ chức trở lại cộng đồng việt nam hân hạnh có mặt ở trong cái diễn hành văn hóa lần này và những lần trước rất là đông đảo lần này hy vọng tất cả khán thính giả ở khắp nơi lại tiếp tục tham gia và hỗ trợ cũng như là bảo trợ cho cái lễ hội văn hóa này à, và cộng đồng việt nam chúng ta sẽ có cái dịp để mà phô trương cái sức mạnh của mình sau hơn 40 năm định cư tại hoa kỳ mong là tất cả quý khán giả sẽ tham dự mỗi chi tiết về bảo trợ đóng góp hoặc là tham gia quý vị có thể liên lạc với số điện thoại ngay trên màn hình của phòng đó là cái thông báo và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết iran lên tiếng cáo buộc do thái đi theo chủ nghĩa zionist và à, bức hại zionist và cam kết rằng sẽ ủng hộ cho người palestine sau khi mà có các cuộc đụng độ giữa người palestine và người do thái ngay tại à, thánh địa bethlehem Iran lên tiếng cáo buộc do Thái chạy theo cái chủ nghĩa bức hại Zionist và à, à, sau khi có cuộc đụng độ với người Palestine tại đây ở tại cái à, ngôi đền thờ của người hồi giáo là Al-Aqsa ở tại Jerusalem vào ngày thứ sáu, trên 150 người Palestine đã bị thương sau khi hàng ngàn người tụ tập để à, cầu nguyện trong ngày thánh lễ Ramadan của ngày thứ sáu, một trong được xem là những cái vụ mà đụng độ à, gọi là bạo động nhất kể từ khi mà Palestine và do Thái đã có cuộc đụng độ từ mùa hè năm ngoái và cuộc đụng độ này đã bùng nổ sau khi một số người Palestine vừa chấm dứt lời cầu nguyện của họ là bắt đầu đã có những cái hành động được xem là à, à, thách thức với đối phía do Thái và lên tiếng và biểu tình nói rằng đây là linh hồn của chúng tôi đây là mà máu xương chúng tôi chúng tôi hy sinh cho mảnh đất này đó là Al-Aqsa tức là ngôi đền thờ hồi giáo tại đây và những người biểu tình hay là những người cầu nguyện đặc biệt là ủng hộ cho nhóm hồi giáo hamas một nhóm hồi giáo đang à, nắm quyền ở tại gaza tuy nhiên đã bị hoa kỳ xem đây là một cái tổ chức khủng bố hiện vẫn chưa rõ là phía đụng độ này bùng nổ từ khúc nào tuy nhiên thì phía dân cảnh sát cho thái cho biết họ đã phải đối phó với những cuộc bạo động và bắt giữ hàng trăm nghi can đền thờ này đã, đã được tái mở lại đã trở lại vào giữa ngày sau khi mà có khoảng sáu 000 người đã tham gia vào trong cái buổi lễ cầu nguyện này lực lượng cách mạng hồi giáo Iran gọi cuộc trung độ này là một cái uh, cuộc uh, tranh đấu bảo vệ giá trị của người hồi giáo và cáo buộc là phía chế độ Zionist tức là theo chủ nghĩa Zionist của quân của quân đội do Thái đã khai triển tất cả những cái vũ khí hàng nặng để mà tấn công những người cầu nguyện Palestine và trong đó họ cam kết rằng là sẽ có một cái cuộc ủng hộ mới cho người Palestine chống lại do thái đây và xem đây là hành động tội ác mới của người do thái đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình tình hình biến cố tại trung đông ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì ông Zelensky lên tiếng và kêu gọi thế giới phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng mà ông Vladimir Putin có thể sử dụng vũ khí bị cấm đoán, tức là vũ khí nguyên tử. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trong ngày thứ sáu lên tiếng cảnh báo rằng thế giới phải chuẩn bị sẵn sàng vì có khả năng ông Vladimir Putin sẽ sử dụng tất cả những cái vũ khí bị cấm đoán trong cuộc chiến đang diễn ra phát biểu với đài truyền hình cnn một ngày sau khi mà giám đốc cơ quan tình báo cia ông william nói rằng là có khả năng ông putin à, à, vì vai trò lãnh đạo ở nước nga và sự thất bại trong cái cuộc chiến tại ukraine có thể ông ta thúc đẩy việc sử dụng những cái loại vũ khí được xem là bị cấm trên thế giới không chỉ có tôi mà trên toàn thế giới và tất cả các quốc gia cần phải lo ngại à, bởi vì tất cả đây không phải là một cái tin chính thức và thật sự nhưng nó có thể biến thành sự thật. Ông Zelensky đã nói chuyện với đài truyền hình CNN khi được hỏi về cái phản ứng của ông về lời phát biểu của ông William Burns. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không sợ hãi và không sợ hãi và cần phải sẵn sàng. Đó là lời phát biểu của ông. Trong ngày thứ năm thì ông Bên đã lên tiếng cam kết rằng hoa CIA sẽ không có coi nhẹ cái khả năng mà ông Putin à, sử dụng vũ khí nguyên tử. Chúng tôi sẽ không coi nhẹ vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát vấn đề này. Chúng tôi sẽ quan sát rất cẩn thận và đây là điều rất quan trọng của cơ quan tình báo CIA. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã kéo qua ngày thứ 51. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay và lời phát biểu của ông Zelensky cùng một lượt thì cơ quan gián điệp của canada lên tiếng cảnh cáo về cái định hướng những thông tin giả bởi chính quyền của nga Canada đã lên tiếng báo động trong ngày 13 tây tháng 4 về việc quan sát những cái hệ thống chiến dịch thông tin giả của Nga đang tung lên trên mạng xã hội và kiểm soát một số những cơ quan truyền thông và nói rằng Điện Kremlin là kẻ đứng sau tất cả những cái lời những cái lời gọi là chia rẽ và trong đó đặc biệt là phía của Canada đã có mặt ở trong cái khu vực mà được xem là Donbass mà họ nói rằng là tội ác chiến tranh, cơ quan đặc trách về gián điệp của Canada nói rằng một số truyền thông đã bị kiểm soát bởi chế độ nhà nhà nước Nga đã bắt đầu tung những tin giả nói rằng là có hiện diện của binh sĩ của nato nằm ở trong khu vực donbass và trong đó à, diễn ra giữa lúc mà nga đang có cuộc chiến với ukraine và tin tức giả này đã được loan truyền ở một số những tài khoản twitter và đồng thời bên đó họ cho biết rằng đây là cái lối định hướng và cho rằng là binh sĩ hoa kỳ đã có mặt ở tại ukraine hay là binh, binh sĩ của nato đã có mặt tại ukraine đây được xem là những cái tin giả mà do một số báo chí nga tung ra với sự hậu thuẫn và à, những cái sự gọi là thúc đẩy của điện kremlin và để đối phó với những chuyện này thì à, phía lực lượng canada cho biết họ đã bắt đầu quan sát rất cẩn thận và sẵn sàng à, báo cho tất cả những công ty mạng xã hội biết về những cái tin giả do phía nga tung ra đây được xem là một trong những chiến dịch mới nhất của Canada nhằm chống lại chiến dịch phát tán tin giả và tin gây nhiễu của chế độ Kremlin ở tại Nga sau khi mà Nga bắt đầu xua quân xâm lăng Ukraine trong ngày 6 tây tháng tư vừa qua. Thì để đối phó với sự đe dọa về tin giả của Nga thì cơ quan gián điệp của Nga của Canada cho biết trong năm 2020 lực lượng tình báo của Nga đã phối hợp và đã tìm cách thúc đẩy rất nhiều những cái tin giả khi mà Lao Loan tiền cho rằng là Hoa Kỳ đang có những cái phòng nghiên cứu về vũ khí sinh học ở tại Ukraine và đây là những cái tin giả do phía Nga tung ra và nga vẫn tiếp tục thúc đẩy những cái mạng lưới tin giả của họ để gây nhiễu về thông tin liên quan tới cuộc chiến tại ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, quốc tế ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay cuối cùng joe biden đã tự bắn vào chân của mình và đã hủy bỏ cái quyết định quyết định là cấm không cho sử dụng đất liên bang để mà thuê mướn khai thác về dầu khí và khí đốt thiên nhiên Năm 2020-21, sau khi lên nhận chức, ông Biden sau khi mà ký lệnh và cấm thực hiện cái đường ống dẫn dầu Keystone XL Pipeline. Ngay sau đó, ông ta đã ký xác lệnh khác là nghiêm cấm không cho phép khai à, thuê mướn các vùng đất của liên bang để khai thác dầu khí và các luồng năng lượng truyền thống. Tuy nhiên, lệnh này đã không kéo dài được bao lâu, chỉ hơn một năm sau khi ký lệnh này bây giờ chính đất tay Joe Biden phải ký xóa bỏ lệnh này. Bản tin mới nhất từ ở Washington DC cho biết rằng là phía Joe Biden đã tháo gỡ cái lệnh cấm này và trong đó sẽ bắt đầu cho phép để mà thuê mướn nhằm khai thác và sản xuất các cái nguồn năng lượng ở nội địa. Cơ quan đặc trách về nội địa cho biết 144.000 acre sẽ có uh, sẽ được available tức là sẽ được sẵn sàng để cho thuê nhằm khai thác về khí đốt và dầu khí à, chiếm khoảng 80% à, cái lượng ở trong cái mảnh đất mà của Liên bang đang có và à, trước đây đã ngừng lại và trong cái tweet ngày thứ sáu thì à, người à, đứng đầu của bộ à, à, nội địa của Hoa Kỳ là bộ trưởng Depp Haaland đã viết rằng à, chúng ta cần phải quản ba phải quản lý về các cái vùng đất công cộng, à, nguồn nước và tất cả mọi thứ mà chúng ta giá trị đó là một quốc gia và trong giờ à, thời gian dài thì à, cái việc mà thuê mướn để mà khai thác dầu khí và kể cả khí đốt ở tại hoa kỳ đã được ưu tiên hàng đầu trong đó thì cái kỹ nghệ này đã đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu của địa phương kể cả về vấn đề môi trường thiên nhiên và nó đã từng gây tác hại cho không khí và nguồn nước của chúng ta theo tường trình và do đó nó đã bị ngăn lại và giờ đây chúng ta phải cần phải có lại cái nguồn này để có thể thúc đẩy cái việc hỗ trợ cho vấn đề năng lượng của quốc gia trong tương lai và cho những thế hệ tương lai kế tiếp À, bản tin mới nhất cho biết là cái tổ chức có tên gọi là American Exploration and Production Council tức là hội đồng về khai thác và sản xuất cho biết là sẽ à, đại diện cho một số những nhà sản xuất độc lập trong bản xác minh mà ông à, chính quyền cho nên cần phải làm thêm việc loại báo này chỉ là mới cái bước đầu tiên và chúng ta cần phải có cái việc mà khai thác tất cả những cái nguồn năng lượng và nguyên liệu ở nội địa để tránh lệ thuộc vào nước ngoài đặc biệt là kể cả kỹ nghệ về qua và về các cái khoáng mỏ của Hoa Kỳ để cho thuê để mà khai thác loan báo ngày thứ sáu cho thấy chính quyền của Joe Biden đã cảm thấy áp lực nặng nề của giá cả năng lượng tăng cao tại Hoa Kỳ và giá xăng đã lên tới hơn 4 Mỹ kim cho một gallon và đây được xem là một trong bước nhượng bộ lớn nhất của Joe Biden kể từ khi mà ông ta lên làm tổng thống và ký xác lệnh ngăn cấm không cho phép khai thác các vùng đất của liên bang trong vấn đề khai thác về các cái khí đốt thiên nhiên và dầu khí tức là những năng lượng truyền thống. Đó là bản tin lên của Channel Trần Văn Phong được xem là hàng đầu ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các thượng nghị sĩ cho biết là cái dự luật mà chống độc quyền sẽ là một nỗi kinh hoàng cho công ty Apple. Nếu như công ty này vẫn tiếp tục có những cái hành động được xem là thiên vị cho phía Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ uh, uh, Marcia Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee và Richard Blumenthal của Đảng Dân chủ tại Connecticut đã đưa ra lời phát biểu vào đầu tuần này, trong đó sẽ nhắm vào ông Tim Cook, tổng giám đốc của công ty Apple, trong đó thì uh, họ có một cái dự luật mà công ty này đã phản đối gây gắt, đó là dự luật có tên gọi là Open App uh, Market Act trong đó sẽ giới hạn cái việc mà các công ty Apple lẫn Google à, và buộc các công ty này phải cho phép sử dụng những cái nguồn thứ ba ở bên ngoài trên cái Android hoặc là cái OS của họ. Tim Cook sẽ cảm thấy kinh hoàng với sự gia tăng của cái luật cạnh tranh này và Apple không muốn người dân Hoa Kỳ có được những cái sự cạnh tranh công bằng ở trong cái thị trường này và vị thượng nghị sĩ các vị thượng nghị sĩ đã đưa ra trong một bản statement ngày thứ sáu chúng tôi hoàn toàn đồng ý là cần phải có một cái luật bảo vệ tư nhân toàn diện trong đó thảo luận về với các đồng nghiệp của chúng tôi và cả các phía để làm cách nào chúng ta có thể kiểm soát điều này nhằm ta bảo đảm cái tính cách cạnh tranh công bằng trong thị trường app và nếu à, nó được bà thông qua bởi quỹ ban tư pháp của thượng viện open app market act được biết là một cái à, đạo luật để quân bình tất cả những sự cạnh tranh tại hoa kỳ và không thể để cho những công ty lớn lớn lướt vào ngày thứ ba tim cook lên tiếng nói rằng việc mà cho phép sử dụng à cái à, à, việc mà buộc apple và android của google phải để cho họ à, để cho những công ty thứ ba có thể uh, sử dụng cái nguồn chi trả riêng của họ để mà buôn uh, bán với khách hàng trên cái platform của Android và của Google là điều cần thiết và hiện nay ở Washington và những nơi khác các nhà hoạch định luật pháp đang tăng cường các cái bức uh, nhân danh là cạnh tranh để buộc Apple phải để cho cái iPhone và các app của Apple phải uh, và chọn phía đó là lời phát biểu của Tim Cook đã đưa ra khi mà phản đối dự luật này. Tim Cook cho biết là ông ta sẽ e ngại về cái uh, uh, sự gọi là, uh, gọi là tràn ngập các cái trang app ở trên cái uh, ở trên cái uh, hệ thống Apple Store và điều này sẽ gây uh, khó khăn cho công ty của Apple và Google uh, Play App cũng đã có những cái hành động tương tự như Apple. Nay thì phía luật lại đưa ra và buộc tất cả những công ty này phải để cho những cái uh, trang app thứ ba có thể được tự do và mua bán và và chi trả trên cái mạng mà uh, chi trả tiền mà họ chọn lựa thay vì họ phải ở cái thế chọn một duy nhất là của Android của hệ thống chi trả của Android hoặc là hệ thống chi trả của Apple. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản thăm dò mới nhất của viện Rasmussen cho thấy uh, phía Đảng Cộng hòa đã dẫn đầu trước Đảng dân chủ trong cuộc tranh cử quốc hội là 8%. 47% cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa và các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nếu như cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay, trong khi đó chỉ có 39% nói rằng họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Đó là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất của Viện Ramushen đã đưa ra. À, số à, à, Con số sai biệt dưới 30 phần, dưới, phần, trăm, dưới 3% của 50% là họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào tháng 3. Và cuộc thăm dò cho thấy là 39% sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Con số khác biệt là khoảng... À, 8% do Đảng Cộng hòa dẫn đầu. À, đối với tất cả các ứng cử viên của Đảng dân chủ so với 11% cách đây khoảng à, đầu tháng 3 và cả một số những kết quả đã được à, đưa ra vào ngày thứ sáu trong đó 88% Đảng Cộng hòa à, Cộng hòa cho biết là các cử tri của họ sẽ bỏ phiếu cho các à, dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa. 78% các cử tri của Đảng dân chủ nói rằng họ sẽ à, dồn phiếu cho các ứng cử viên của Đảng dân chủ. 40% khối phiếu cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa so với 28% nói rằng họ bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ. 45% tất cả các cử tri dưới 40 tuổi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. 34% nói rằng họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. 52% cử tri từ 40 tới 64 nói rằng họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. 55% cho của những người 65 tuổi trở lên nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Cuộc thăm dò này diễn ra từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 3 với 2.500 cử tri đã được thăm dò, mức sai biệt là khoảng trừ 2%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và có một cái tin khá vui đối với lại ông Joe Biden sau khi mà ông ta kết thúc cuộc nói chuyện ở North Carolina. Bản tin mới nhất từ tờ New York Post cho biết, sau khi kết thúc bài nói chuyện của ông ta tại North Carolina, ông ta lập tức quay qua bên phải và đưa tay bắt với tất cả mọi người nhưng đáng tiếc toàn bộ khu vực đó đều không có một ai đứng chỗ đó để bắt tay với ông ta. Điều mà ông ta không không tưởng tượng được là sau khi mà ông ta gần kết thúc bài thì tất cả những người đứng ở bên phải của ông ta đã rời khỏi chỗ này từ lúc nào và ông ta trong lúc nói chuyện lại không để ý tới. Do đó sau khi kết thúc bài nói chuyện à, đặc biệt về cái à, ngành nông nghiệp và kể cả ngành kỹ thuật à, của Hoa Kỳ ở tại trường đại học gọi là Uh, Technical trường đại học có tên gọi là uh, Carolina Agriculture and Technical State University Greensboro vào ngày thứ năm và video cho thấy rằng là khi ông ta quay sang bắt tay thì không có một người nào đứng ngay chỗ đó để bắt tay với ông ta sau khi ông ta hoàn tất bài diễn văn này và cũng không có một ai trong đám đông vỗ tay để đó đón chào ông ta đây là một trong những cái video được ghi lại trong cái cuộc mà gặp gỡ của ông. Uh, joe biden với những người dân ở tại north carolina đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay đã có thêm chiếc xe bus thứ ba chở những di dân bất hợp pháp từ Texas tới Washington DC. À, chiếc xe bus thứ ba đã chở các di dân bất hợp pháp từ Texas tới Washington DC vào ngày 15 tây. Chiếc xe bus này đã đậu vào khoảng 8 giờ sáng và các cái hình ảnh đã được thu bởi đài truyền hình Fox khoảng 30 di dân ở trên chiếc xe bus này và trong đó có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bước ra ngoài chiếc xe bus và nói chuyện với nhau bằng tiếng Spanish. À, nhóm này à, đã đi tới cái cái tiệm gọi là Ebenezer Coffee House Nơi mà họ vừa được thả xuống Và trong cái đoạn video của đài truyền hình Fox cho thấy Là họ đã bắt đầu lên Một chiếc xe màu trắng ven Ở gần đó và rời khỏi Đến một cái nơi nào đó không ai biết Và đây được xem là cái Chuyến che xe thứ ba Mà Texas đã chở những di dân bất hợp pháp tới washington dc theo lời cam kết của ông thống đốc craig abbott và ngay sau đó thì phía washington đã chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng là cần phải có sự phối hợp với lại cơ quan đặc trách về hải quan và biên giới trong khi đó thì ông craig abbott cho biết rằng ông ta sẽ chở tất cả những di dân bất hợp pháp nhập cảnh vào Hoa Kỳ ở Texas đến Washington DC để giao lại cho chính quyền của Joe Biden. Hiện nay đã có một số giáo hội Thiên Chúa giáo đã tạm thời đứng ra giúp đỡ cho những di dân bất hợp pháp ở tại Washington DC. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trước đòn tấn công khó đỡ của ông Elon Musk công ty Twitter đã bắt đầu tăng cường hệ thức hệ thống phòng thủ của họ. Thứ nhất là họ đã sử dụng cái quy tắc gọi là poison uh, pill tức là một cái liều thuốc độc để mà chống lại kẻ thù uh, lấy đi hết tất cả những cái cổ phần của công ty. Và thứ hai Công ty này tuyên bố sẽ thuê mướn công ty JP Morgan và Goldman là hai cố vấn đặc trách về tài chính để chống đỡ cái cuộc thu mua của ông Elon Musk. Trader chính thức đã thuê mướn cả. Các công ty về ngân hàng là j B. Morgan và Goldman Sachs Để mà đối phó với cái việc mà ông Elon Musk đã có hành động thu mua công ty này Mà họ mô tả là với thái độ thù địch Theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg Một nguồn tin thân cận cho biết Phía Twitter cho biết họ đã thuê mướn công ty JP Morgan Được xem là hệ thống ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ Để giúp họ có thể tìm những tay mua có khả năng Trong đó là theo yêu cầu của cái nguồn tin giấu tên cho biết và giới truyền thông đại diện cho à, à, Trader và Jim Morgan đã từ chối không trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Bloomberg. Thomas Bravo được xem là một kỹ thư à, kỹ sư của một cái công ty về à... Equity Life tư nhân nói rằng sẽ có khoảng 103 tỷ Mỹ kim trong cái ngân khoản mà quản trị vào tháng 12 đã thông báo cho Twitter là sẽ có khả năng là sẽ tham gia cuộc đấu thầu mua lại cái cổ phiếu của công ty này và hiện vẫn chưa rõ là Thomas Bravo có sẵn sàng để chuẩn bị đề nghị chưa. Tuy nhiên kỳ công ty này là công ty quản trị về tài Chánh và họ đang có cái nguồn vốn là 103 tỷ Mỹ kim so với cái số đề nghị của ông Elon Musk là 43 tỷ Mỹ Kim để mà mua lại tất cả những cổ phần của công ty Trader và Thomas Bravo phát công viên đã từ chối phát biểu với hãng thông tấn Reuters sau khi đại diện của công ty Trader đã không lên tiếng cho biết về cái ý kiến này. Tờ New York Post trong ngày thứ năm loan báo là Thomas Bravo đang duyệt xét việc mà đấu thầu giành mua cái cổ phiếu của Trader đối với Elon Musk và đây được xem là một trong những cái cuộc chiến được mới khởi đầu và bây giờ thì công ty Trader đang phải đối diện với lại cái việc mà thu mua của ông Elon Musk trong đó Elon Musk cho rằng việc mà thu mua này với mục tiêu là cải tổ toàn bộ Trader để bạn hội này đóng góp nhiều hơn trong cái nền dân chủ bằng cái quyền củng cố vào cái quyền tự do ngôn luận đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là các chiếc các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã có nhiều lần ngăn chặn tất cả những sự xâm phạm vào vùng dẫn dạng phòng không của từ Nga và từ Trung Quốc. <laughs> Nhật Bản đã có tổng cộng bốn lần trong năm 2021 ngăn chặn các chiến đấu cơ, các tàu chiến và các chiếc uh, uh, tàu hải giám của Trung Quốc lẫn của Nga xâm phạm vào không phận và hải phận của họ gia tăng 725 lần so với năm trước đó và được xem là lần thứ hai cao nhất à, theo tường trình của giới bộ quốc phòng Nhật Bản đưa ra ngày thứ sáu và việc mà sử dụng tất cả những cái à... À, chiến đấu cơ để ngăn chặn tất cả những cái à, việc xâm nhập không phận của họ Trong năm qua tính tới tháng 3 là 1.168 lần à, So với năm 2016, con số được xem là cao nhất à, Kể từ khi mà Nhật Bản nói rằng là họ đo, đối chiếu các dữ liệu từ năm 1958 Và nó đã gia tăng cao khoảng 722 lần Là họ phải đối phó với lại các chiến đấu cơ của Trung Quốc Và 458 lần để mà đối phó với lại à, so với năm, năm trước và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Nopo Kishi đã chỉ ra cho thấy là Bắc Kinh đã có những cái hành động được xem là bắt đầu có cái phần gọi là xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía nam của Nhật Bản tổng cộng là có 652 trường hợp và hầu hết là đều là nằm ở cái vùng gọi là vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản và lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc cũng đã nhiều lần xâm nhập vào các cái phần lãnh hải của Trung Quốc ở của Nhật Bản ở khu vực quần đảo Sekaku nơi mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và trong đó thì họ đã có ít nhất là 266 lần À, ngăn chặn tất cả những cái uh, tàu hải giám của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất cho thấy Nhật Bản đang có những cái uh, chiều hướng gia tăng ngăn chặn tất cả những cái trò xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ từ phía nga và kể cả phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và Hoa Kỳ đang phải duyệt xét lại tất cả những cái quỹ đầu tư của họ đang gây ra tình trạng lo ngại về an ninh quốc gia sau khi những quỹ đầu tư này đã đầu tư vào một số công ty của Trung Quốc. Thời gian gần đây các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã kêu gọi chú ý về việc mà các cái ngân quỹ hàng đầu của dân của nhân viên liên bang à, về quỹ hưu trí của họ đã đầu tư vào các công ty Trung Quốc và có thể có quan hệ với chế độ cộng sản Trung Quốc và đóng vai trò tăng cường cái mạng lưới quân sự và các cái khả năng giám sát của lực lượng quân sự quốc gia này. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa và hai đồng nghiệp gồm có thượng nghị, thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng Hòa tại Arkansas và Tommy Tuberville của Đảng Cộng Hòa tại Alaska đã gửi một lá thư ngày sáu tay cho ông Joe Biden và uh, ít nhất là bốn người đã được ông joe biden đề cử vào trong cái danh sách gọi là quản trị cái quỹ hưu trí của các nhân viên liên bang trong đó họ nhắc lại là không thể để cho nguồn đầu tư của hoa kỳ vào các công ty của trung quốc đặc biệt là những công ty có quan hệ mật thiết với nhà nước cộng sản trung quốc để tăng cường cái khả năng của quốc phòng của họ đe dọa tới sinh mạng binh sĩ của Hoa Kỳ. Và trong đó, ông Rubio và các đồng nghiệp nói rằng họ rất lo ngại là những người mà ông Joe Biden đề cử sẽ tiếp tục duy trì cái hướng này và sẽ gây hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khi mà đồng tiền quỹ hưu trí của tất cả nhân viên liên bang được đầu tư vào những công ty Trung Quốc và những công ty này đã giúp tăng cường cái hệ thống quân sự của Trung Quốc. Đây là một trong những cái đặc biệt mà phía của Hoa Kỳ đang lo ngại là những cái quỹ đầu tư này. Riêng tại California, quỹ đầu tư hưu Trí tại California vẫn tiếp tục duy trì đầu tư vào một số công ty tại Trung Quốc và trong đó có một số công ty làm việc trực tiếp dưới quyền chỉ đạo của PLA, tức là quân đội Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Trong khi đó, Bắc Kinh đã bắt đầu khai triển rất nhiều những chiến đấu cơ của họ tới khu vực phía Đông và Đông Nam Á lực lượng quân đội cộng sản trung quốc đã bắt đầu có những cái chiến đấu cơ bay gần như là bám sát các khu vực phía đông của à, bờ biển trung quốc và phía đông nam á theo tường trình của giới truyền thông trung quốc cho biết loại j-20 đã bắt đầu khai triển ở một phố những cái khu vực huấn luyện và trong đó là tờ, à, global times một tờ báo gọi là lá cải do nhà nước cộng sản trung quốc làm chủ đã có những cái bản tường trình này tất cả những chiếc j-20 này đã được bắt đầu khai triển để hoạt động ở khu vực phía đông bờ biển của trung Quốc, tức là gần Nhật Bản và gần Nam Hàn. Bên cạnh đó, họ đã khai triển các cái chiến đấu cơ J20 ở khu vực Đông Nam Á và đã có đôi lúc thì họ đã đụng độ với lại các chiến đấu cơ F22 và F35 của Hoa Kỳ ở khu vực bờ biển phía đông của Trung Quốc và nằm đối diện với Nam Hàn hoặc là với Nhật Bản. Đây được xem là những cái cuộc gia tăng về mạng lưới quân sự và không quân của PLA kể từ khi mà tình trạng của khu vực Á Châu đã trở nên căng thẳng hơn. PLA trong năm nay đã liên tục sử dụng là, là mạng lưới không quân của họ xâm nhập vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan và liên tục hoạt động ở những khu vực được xem là có tranh chấp chủ quyền ở khu phía đông của nước Trung Quốc, bao gồm quần đảo Sekaku, <laughs> tranh chấp với Nhật Bản mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và cũng như là một số những chiến đấu cơ của họ đã bay vào vùng biển Kim Hải nơi được nằm dưới sự kiểm soát của phía Nam Hàn. Đặc biệt khu vực Á Châu Thái Bình Dương tức là khu vực Đông Nam Á thì chiến đấu cơ J-20 đã được khai triển hoạt động ở khu vực ở đảo Hải Nam dẫn xuống quần đảo Hoàng Sa và có đôi lúc họ bay trực tiếp xuống Trường Sa trước khi quay trở lại đảo Hải Nam. Đây được xem là những bản báo cáo mới nhất cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cường mạng lưới quân sự của họ ra bên ngoài với cái, với cái sự đe dọa với những quốc gia xung quanh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc và đà Á Châu ngày hôm nay. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ ở đà Đài Loan đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc cần phải có sự lộ, chọn lựa mở rộng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người lãnh đạo của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tại Đài Loan, lên tiếng thúc giục Trung Quốc là phải có sự chọn lựa mở rộng trong cuộc họp báo diễn ra tại Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày hôm nay. Ông Graham đã đưa ra lời phát biểu này với các thông tin viên khi được hỏi rằng khi nào thì quân đội Hoa Kỳ sẽ gửi lực lượng quân sự đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công chúng tôi đã đề nghị là những gì mà người hoa kỳ có thể làm là nếu đảng cộng sản trung quốc xâm lăng đài loan thì tất cả mọi đề nghị đều nằm trên bàn của chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng à, cái mạng lưới quân sự mạnh mẽ của chúng tôi không phải để là chiếm đi tài sản của người khác nhưng để bảo vệ quyền tự do và quyền tự do của chúng tôi và quyền tự do trên thế giới chúng tôi sẽ là một phần của thế giới và chúng tôi sẽ bảo vệ cho tất cả những đồng minh tốt đẹp của chúng tôi và trong một à, thế kỷ qua đầy cứng trắng với chúng tôi những người dân đã phải đối đầu với lại lực lượng ác quỷ và chúng tôi cho quý vị những kẻ ác quỷ của vị sẽ sống trong hối hận Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan thì sẽ thay đổi cái căn bản của thế giới trở nên tệ hại hơn và đó không phải là cái tương lai của các đồng minh chúng tôi và để nếu mà nói rằng chúng tôi bỏ rơi Đài Loan để mà bán vũ khí hoặc là để mà thúc đẩy cái việc mà lợi nhuận thì đảng cộng sản Trung Quốc à, sẽ đã sai lạc và chúng tôi không hề tìm kiếm cái sự xung đột với Trung Quốc chúng tôi chỉ tranh đấu bảo vệ cho giá trị của chúng tôi và nếu quý vị là cộng sản Trung Quốc quý vị phải có sự chọn lựa mở rộng hơn đây được xem là lời khẳng định mạnh mẽ của thượng nghị sĩ Glenn C. Graham ngay sau khi mà ông đã có mặt tại Đài Loan cùng với những đồng nghiệp của ông để gặp gỡ bà Thái Anh Văn và bày tỏ sự ủng hộ của Quốc hội của Hoa Kỳ đối với đảo quốc Đài Loan đang nằm dưới sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Đài Loan trong ngày hôm nay đã bắt đầu lên lịch để giúp cho, cho một cuộc trưng cầu dân ý nhằm giảm cái tuổi đi bầu xuống còn 18 tuổi. Một cuộc trưng cầu dân ý để giảm cái tuổi đi bầu xuống còn 18 tuổi sẽ diễn ra vào ngày 26 tây tháng 11 sắp tới đây, à, trong các cuộc bầu cử địa phương, à, cái quỹ ban Trung ương đặc trách về bầu cử của Đài Loan đã thông báo ngày thứ sáu. Kế hoạch này là điều chỉnh là tu chính bản hiến pháp là giảm đi trên nguyên tắc hiến pháp quy định của Đài Loan là 20 tuổi mới được quyền đi bầu cử và trong đó thì nó đã được à, tu chính này nó đã được chấp thuận bởi cái nghị viện của Đài Loan vào ngày 25 tây tháng 3 à, với tổng số phiếu là 109 trên0 tức là đồng ý cho phép là tu chính bản hiến pháp trong đó kéo cái tuổi đi bầu xuống từ 20 còn 18 và cuộc trưng cầu dân ý này chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 26 tây tháng 11 sắp tới. Và đây là cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai của Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống và có thể sẽ có những cuộc trưng cầu dân ý trong tương lai về cái uh, tên của đất nước Đài Loan và cái uh, tinh thần độc lập của đất nước Đài Loan. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tán gẫu sáng thứ bảy lúc 7 giờ sáng giờ California tức là 9 giờ sáng giờ Houston Texas mong rằng tất cả quý khán giả nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người bye bye